Nghề này thì mình phải tính bằng ngàn đô em ạ. Just a mouth fit and don't đợi phương giờ. Coder thì thực tế là mình đương nhiên là mình viết code rồi. Nhưng mà cái quan trọng của một coder tức là có rất nhiều cái vấn đề khách hàng gặp phải, thì mình sẽ biến những cái dòng lệnh của mình thành cái solution cho khách hàng. Đó là công việc chính nhất của coder, đó là giải quyết vấn đề. Đầu tiên để một dòng code tốt thì mình phải hiểu được cái yêu cầu khách hàng, kiếm được cái nguyên nhân và cũng như cái solution. Từ đó mình sẽ chọn cái giải pháp tốt nhất. Sau đó mình sẽ bắt đầu hiện thực hóa nó thông qua những cái dòng code của mình. Cuối cùng là mình phải kiểm tra cái sản phẩm của mình có tốt hay chưa. Một ngày làm việc cơ bản về coder thì mình sẽ daily meeting trước để nắm rõ tình hình dự án. Đối với anh thì anh sẽ phụ trách với nắm giữ requirement cũng như là transfer requirement cho các bạn phía giúp mình. Sau đó thì anh sẽ đi review code của các bạn hoặc là mình phát triển những cái phần nào đó quan trọng trước. Đó. Cuối cùng thì ăn trưa rồi ngủ dậy rồi lại code rồi lại review rồi lại sinh hoạt các kiểu. Là hàng ngày như thế thôi. Ngày này được cái thời gian rất là thoải mái, đồng thời mình có thể dễ dàng làm việc chỉ với một cái laptop hay là một cái thiết bị di động gì đấy, mình có thể đi khắp nơi làm việc từ xa. Đồng thời thì thời gian nó rất là linh hoạt, giúp cho mình có thể sắp xếp công việc được tốt. Đương nhiên là vẫn sẽ có những cái nghề nào cũng vậy thôi, nó sẽ có những cái khó khăn như là ảnh hưởng về sức khỏe, ngồi nhiều, đau lưng, mỏi cổ. Đồng thời đôi khi là phải thức đêm do lệch múi giờ, bởi vì cái ngành này mình sẽ thường sẽ làm với khách hàng ở nước ngoài. Kỷ niệm về công việc thì chắc là những đêm ôn để sửa hay là làm deadline thôi. Mà đôi khi sau khi mình đã hết sức rồi, nhận ra mình sai từ đầu, lại phải ôn đêm nữa làm lại. Nghề này thì mình phải tính bằng ngàn đô em ạ. Đặc biệt với anh thì là ngàn đô tiểu học không ạ. Just a mouth fit and don't đợi phương giờ. Bắt được ăn khó lắm nào, đừng mơ.